Chào mừng các bạn quay trở lại Eminvest, mình là Minh. Và ở trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cài đặt và những cái thiết lập mà theo cá nhân mình nghĩ là các bạn nên thay đổi nó ngay lập tức ở trên MT4 và trên MT5. Và những cái thiết lập và những cái cài đặt này là những cái thiết lập ẩn và những cái thiết lập mà bình thường các bạn không bao giờ các bạn để ý đến. Và có một điều mình tin chắc được rằng nếu như các bạn làm theo những cái gì mình hướng dẫn trong video ngày hôm nay thì đầu tiên là cái đồ thị các bạn sẽ trở nên nó đơn giản và dễ nhìn hơn. Cái thứ hai nữa là cái việc các bạn phân tích, cái việc các bạn đưa ra nhận định và giao dịch hàng ngày sẽ trở nên là dễ nhìn, dễ hiểu và chắc chắn là cái tính chất hiệu quả nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và nên nhớ rằng đây là những cái thiết lập ẩn, những cái điều mà bình thường mình nghĩ là các bạn hay bỏ qua và các bạn không bao giờ các bạn để ý đến nó. Nhưng đây là một video mà chắc chắn các bạn sẽ nên xem từ đầu đến cuối. Đừng bao giờ các bạn bỏ qua những chi tiết nhỏ, bởi vì chắc chắn là với những chi tiết nhỏ nó có thể đem lại cho bạn những cái kết quả và những thành công rất là lớn. Và đây là video đầu tiên mình làm theo dạng hướng dẫn như thế này. Vậy nên mình rất là mong các bạn bỏ một chút thời gian để bấm ưa thích cũng như chia sẻ cho video này ở trên YouTube cũng như trên Facebook để giúp mình có thể đạt được kỳ vọng là có tối thiểu là 2.000 người thích đối với video này ở trên YouTube. Và trước khi bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay, nếu như các bạn muốn nhận thông tin của mình về vàng, dầu, bitcoin, chỉ số cũng như là những cặp tiền, hoặc là các bạn muốn tham gia vào khóa học mà mình dạy các bạn về phân tích vàng cũng như là những cặp tiền thực chiến, thì các bạn thể nhắn tin trực tiếp qua cho mình theo số điện thoại Zalo là 0969156969, hoặc đơn giản hơn thì các bạn để truy cập vào trang web của eminvest.vn và các bạn bấm vào phần form đăng ký hỗ trợ trader mới, hoặc là ở dưới bất cứ video nào của mình ở trên YouTube cũng như trên Facebook, các bạn cũng có thể tìm kiếm phần là form đăng ký hỗ trợ trader mới và rất vui có thể đồng hành cùng với các bạn ở trong thời gian tới. Và trong video này thì mình sẽ chia thành hai phần. Đầu tiên là mình sẽ nói đến MT4 và thứ hai mình sẽ nói đến là MT5. Với MT4 thì cái việc mà mình khuyên các bạn nên làm ngay lập tức đấy chính là các bạn thay đổi cái giao diện của nó. Bởi vì khi các bạn nhìn vào cái giao diện này, đây là một cái giao diện mặc định của MT4, thì cá nhân mình nhìn thấy một cảm giác nó rất là khó chịu. Nó có quá là nhiều những cái đường ở đây, như các bạn nhìn thấy đường kẻ ngang, đường kẻ dọc và thậm chí là cái màu nến nó có cái vẻ là rất là khó chịu. Vậy cái cách đầu tiên để các bạn thể làm đấy chính là bạn thay đổi cái giao diện này. Các bạn thể làm theo hướng dẫn như mình như sau. Để các bạn có một cái giao diện chuẩn thì các bạn sẽ bấm vào góc bên trái ở trên đồ thị và sẽ chọn là phần setting. Và với những cái thiết lập ở đây mình sẽ sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Anh. Tuy nhiên nếu trong quá trình các bạn làm thì cái ngôn ngữ của bạn là tiếng Việt, các bạn sẽ tìm đến những khu vực tương tự là bạn để tìm thấy nó. Ngoài ra nếu như các bạn cảm thấy nó quá là khó hoặc bạn cảm thấy là các bạn không thể thao tác được thì các bạn cứ nhắn cho mình theo số Zalo là 0969156969 thì mình sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn để có thể có một cái thiết lập tốt nhất. Sau khi các bạn vào phần cài đặt này thì các bạn sẽ tích và các bạn sẽ bỏ tích những cái phần như sau. Cụ thể là các bạn sẽ bỏ tích ở phần Sell Period Separator này, tức là bỏ đi những cái giới hạn của ngày hôm nay với ngày hôm qua. Tiếp theo nữa là gì? Các bạn sẽ bỏ tích ở cái phần volume, bởi vì cá nhân mình thấy là cái volume ở trên MT4 và trên MT5 nó không có cái giá trị gì cả. Ngoài ra nữa thì bạn sẽ bấm tích vào ở phần Ask Price Line, bạn sẽ tích ở trong phần này. Tiếp theo nữa là bạn tua xuống dưới cùng, bạn sẽ chọn cái phần giao diện, bạn nên chọn cái giao diện là giao diện tối. Và sau đó các bạn sẽ quay trở lại phần màu sắc ở đây. Các bạn sẽ có một vài thiết lập là green on black hay là bất cứ một cái thiết lập gì. Thì những cái này nó không quan trọng. Cái quan trọng nhất ở đây là các bạn nên chọn là cái phần grid, tức là cái đường lưới ở đây này. Các bạn nên chọn nó thành màu đen. Và cái màu nền, màu background các bạn cũng là màu đen. Thì sau đó các bạn bấm cái phần done ở phía trên này. Thì khi các bạn quay trở lại đồ thị thì nó sẽ mất đi những cái đường kẻ, những cái đường kẻ ngang và những cái đường kẻ dọc. Thì theo cá nhân mình thấy là với một cái đồ thị trơn này nó sẽ dễ để cho các bạn có thể là đưa ra phân tích cũng như là đưa ra nhận định rất là nhiều. Ngoài ra nếu như các bạn muốn thay đổi cái màu sắc của cái nến này thì các bạn cũng tương tự, các bạn quay trở lại cái phần là setting. Và ở trong phần setting này bạn sẽ chọn là màu sắc. Thì đây các bạn sẽ quan tâm đến một vài thứ. Đầu tiên là bar up thì các bạn sẽ chọn là cái màu xanh. Và cái phần là bull candle các bạn cũng sẽ chọn là màu xanh. Bar down tức là cái cây nến màu đỏ, cái dâu nến bạn chọn là màu đỏ. Bear candle các bạn sẽ chọn là màu đỏ. Và sau đó các bạn sẽ lại bấm đăng và quay trở về cái đồ thị các bạn. Các bạn sẽ có một cái cây nến cũng như những cái màu sắc theo như những cái ý muốn của các bạn. Thì đây là những cái tinh chỉnh cũng như những cái tối ưu nhỏ để có thể là gì? Giúp cho các bạn đưa dạng phân tích và đưa dạng nhận định nó tốt hơn và đưa dạng nhận định nó chi tiết hơn. Cái điều thứ hai mình muốn nói đấy chính là việc các bạn thêm chỉ báo. Như ở đây các bạn nhìn trên màn hình thì với cái phần chỉ báo của mình các bạn có thể thấy nó là hai cái đường RSI nằm chồng lên nhau và cho có hai cái phần là 70-80 và ở dưới là phần 30-20. Thay vì như thường lệ chúng ta chỉ có một cái đường RSI và chúng ta chỉ có một cái khu vực quá mua và quá bán. Với những cái điều như này các bạn thì có thể là gì? Có được những cái khu vực để các bạn đưa ra phân tích và nhận định nó đơn giản và dễ dàng hơn. Các bạn sẽ thay đổi bằng cách là bấm vào cái biểu tượng như này trên màn hình. Và ở trên đây các bạn thể nhìn thấy mình có hai cái RSI. Và đối với hai cái RSI này các bạn thể thay đổi cái chu kỳ nó khác nhau. Một cái của mình là 14 và một cái đường này của mình là 9. Ngoài ra để thay đổi những cái thông số về đường 70-30 các bạn thể bấm vào cái phần level như thế này. Các bạn thể thêm rất là nhiều đường. Ví dụ như bạn muốn thêm một đường 50 để các bạn xem được là gì. Cái khu vực trung bình là như thế nào, các bạn thể bấm vào thêm vào đây. Và sau đó thì các bạn sẽ bấm là
back lại thì các bạn sẽ có đường 50. Và nhớ là sau khi làm xong bạn cần phải bấm cái nút Done ở góc trên bên phải. Và quay trở lại đồ thị thì các bạn sẽ có thêm cái phần đường 50 ở đây khá là dễ chịu. Điều thứ ba mình muốn nói ở trên MT4 đấy chính là một trong những cái điều mà các bạn đôi khi sẽ phải gặp phải. Ở đây như các bạn nhìn trên đồ thị, nó có một cái khoảng từ cái mức giá này cho đến cái cạnh ở bên phải. Tuy nhiên vì một vài lý do nào đó các bạn sẽ thấy ở trong nhiều trường hợp các bạn sẽ bị như sau. Là ở trong trường hợp này cái giá nó nằm ở rất gần ngay với cạnh bên phải và các bạn sẽ không thể nhìn được ở trong một cái bức tranh nó dài hạn ở trong có một cái bức tranh rộng hơn là giá nó sẽ chạy như thế nào. Thì đây nó không phải là lỗi mà nó là một cái tính năng của trên MT4 mà mình cảm thấy khá là khó chịu. Để sửa cái tính năng này thì các bạn thể làm bằng cách là giữ ở trên màn hình. Sau đó thì khi mà nó hiện ra cái đường kẻ trắng, cái đường kẻ dọc như này, các bạn sẽ di ra một cái góc tương ứng. Và nếu như các bạn di càng nhiều thì các bạn sẽ có khoảng trống ở bên phải càng nhiều. Và đó, đây là một cái điều thứ ba mình muốn nói ở trên MT4. Điều tiếp theo nữa mình muốn nói đấy chính là các bạn nên bật ngay cái spread. Ở đây như ở trên màn hình các bạn thể thấy là cái spread của mình đang là 20. Và với cái spread này thì các bạn thể thấy nó là mức spread, nó không phải là quá cao. Tuy nhiên có rất là nhiều trường hợp như cái bạn mới các bạn vào xem thì cái giao diện nó sẽ là như này. Các bạn sẽ nhìn được giá mua và giá bán, các bạn sẽ không biết là spread bao nhiêu. Thì dừng lại đây một chút, mình thể nói là spread tức là cái chênh giữa giá mua và giá bán. Nếu cái spread nó càng cao thì chứng tỏ là gì? Cái việc giao dịch cũng như là việc đưa ra nhận định của bạn nó sẽ càng khó. Thì ở đây cách thay đổi rất là đơn giản, các bạn sẽ giữ vào trong phần cặp tiền đó, bạn sẽ chọn cái phần là chế độ nâng cao ở đây, cái phần cuối cùng. Và sau khi bạn vào xong thì bạn thấy là stress đây là 20, có thể nó sẽ thay đổi. Nhưng đây là mức stress mà mình thấy là chấp nhận được. Bởi vì có rất là nhiều sàn có thể đưa cho các bạn là stress là lên là 40, lên là 50. Bởi vì những cái bạn IB đó khi mà đưa cho bạn những stress cao thì có thể là họ sẽ được phần tiền hoa hồng cao hơn. Thì đây sẽ là cái điều bạn sẽ cần phải lưu ý. Tiếp theo nữa là gì? Là ở trong cái phần đầu tiên thì khi mà bạn mới vào các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cặp tiền khác nhau. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn là nên chỉ để lại một vài cặp duy nhất. Và cách đơn giản nhất là gì? Các bạn bấm vào cái bút chì ở trên và sau đó bạn sẽ bấm vào cái thùng rác này, bạn sẽ xóa đi những cặp tiền không cần thiết một cách nó rất là đơn giản. Nếu như bạn có quá nhiều cặp tiền, bạn sẽ bấm vào cái phần bên trái này, nó sẽ chọn toàn bộ những cặp tiền ngoại trừ mỗi cặp tiền các bạn đang giao dịch và sẽ bấm xóa đi. Thì ngay lập tức lúc đó thì cái giao diện của bạn nó trở nên nó quá là đơn giản và dễ nhìn. Lúc này chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một cái loại hàng hóa chúng ta phân tích và chúng ta giao dịch. Và theo cá nhân của mình thì nếu như bạn tập trung vào một cái thì cái chất lượng của bạn nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Vậy chúng ta đã nói phần giao diện thì ở điều tiếp theo mình muốn nói đấy chính là cái tính năng là chốt lời từng phần. Ở đây như các bạn thì nhìn thấy là tất cả những cái loại tài khoản mình đang sử dụng, mình đều đang sử dụng là tài khoản demo để phục vụ cho cái công việc là đưa ra những cái video hướng dẫn và đưa ra những cái video để giúp cho bạn hiểu được về MT4 và MT5 một cách nó trực quan hơn. Và nếu như các bạn thực tế thì các bạn cũng nên làm một cái điều như vậy. Bạn nên giao dịch ở trên tài khoản demo trước để các bạn hiểu được rằng thị trường, phần mềm, tất cả mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào. Và ở đây thì các bạn thì nhìn thấy là có rất là nhiều trường hợp, ví dụ trong trường hợp này các bạn vào lệnh nhưng ngay lập tức sau khi bạn vào lệnh nó ở trong trạng thái là nó bị âm. Hoặc ở trong trường hợp ngược lại, ở trong một cái câu chuyện nó tốt hơn là những cái lệnh các bạn đang là dương. Thì ở đây chúng ta sẽ nói về hai vấn đề. Thứ nhất là ở trên MT4 các bạn có thể là chốt lệnh từng phần. Cái này có thể giúp cho các bạn là gồng lỗ hoặc là giúp cho bạn gồng lãi một cách nó tốt hơn. Gồng lãi tức là gì? Các bạn thể chốt bớt. Ví dụ các bạn có một lót, bạn chốt khoảng là một nửa 0.5 và một nửa còn lại các bạn sẽ gồng. Thì lúc đó các bạn sẽ có phần lãi về tay bạn nó rất là chắc chắn. Và ngược lại trong chiều hướng là ví dụ như ở trong tình huống này các bạn đang sell và bạn hy vọng nó đi xuống nữa, nhưng các bạn lại kỳ vọng là gì? Nó sẽ không chắc chắn nó đi xuống nữa. Thì ở đây chúng ta có thể làm một vài điều như sau. Với cái lệnh 0.12 như này nó đang lãi thì các bạn để chốt lãi một phần, mình sẽ chốt với cái lệnh này. Với cái lệnh 0.12 này mình sẽ chốt là một nửa, mình sẽ chốt là 0.05. Thì bằng cách là bạn sẽ kéo sang bên trái và bạn sẽ bấm vào cái dấu tích này. Và sau đó ở trên này nó sẽ có cái việc các bạn giảm khối lượng này. Nếu như bạn muốn là đóng 0.05 thì bạn sẽ chọn lên 0.05 và chọn close with profit ở đây nếu như bạn đang có lãi. Thì sau khi cái lệnh này các bạn đóng xong thì bạn sẽ nhìn thấy ở dưới là cái lệnh này chỉ còn 0.07 so với cái 0.12 ở cái thời điểm ban đầu. Đây là một điều mình thấy khá là ít bạn để ý. Bởi vì bình thường khi bạn chốt thì bạn sẽ chốt luôn toàn bộ cái lệnh đó. Thì đây là một điều khá là đáng tiếc. Nó sẽ giúp cho các bạn là gì? Không thể nào bạn gồng lời tốt ở trong thời điểm trong tương lai. Và đấy là với MT4 thì nó sẽ có một cái nhược điểm rất là lớn như thế này. Là khi mà các bạn đóng lệnh ở trong trường hợp mà giá nó chạy nhanh và lệnh các bạn đang có cái trạng thái là lãi nhiều thì các bạn không thể nào các bạn đóng toàn bộ những lệnh lãi được. Hoặc giả dụ như ở trong trường hợp các bạn đang thấy đây, giá nó đang ở trong chiều hướng nó đi lên và thậm chí là nó đang đi lên rất là mạnh. Nếu như để mình mà đóng hết toàn bộ những cái lệnh này mà mình đóng thủ công bằng tay như thế này thì cứ mỗi lệnh mình sẽ phải một cái thao tác như vậy như bạn nhìn thấy.
dù có làm nhanh đến mấy thì nó sẽ có những cái trường hợp là nó bị trượt giá và những cái phần thua lỗ này này nó sẽ càng lớn hơn nhiều. Ở đây các bạn đang nhìn thấy là 0,12 lot mà mỗi lệnh này đang chênh nhau là $1, nhưng mà nếu như bạn đánh to hơn thì nó sẽ chênh nhau với số tiền lớn hơn rất là nhiều. Thế nên đây là một cái hạn chế khá là lớn của MT4 và đấy là lý do mình muốn chúng ta có thể là xem ở trên MT5 để giải quyết tình huống này nó như thế nào. Và đây chúng ta sẽ đến với cái giao diện của MT5. Thì đây là một tính năng đầu tiên mình đánh giá nó tốt hơn rất nhiều so với MT4 là các bạn thể đóng lệnh hàng loạt. Khi mà tất cả cái lệnh các bạn nó đang là màu xanh, mình có thể ví dụ lại, nếu như bạn đóng thủ công từng lệnh như này nó sẽ rất là mất thời gian giống MT4. Nhưng một lần nữa mình có thể nói các bạn thể đóng toàn bộ lệnh như này xong rất là nhanh. Và khi bạn bấm vào cái phần lịch sử giao dịch của bạn thì các bạn sẽ thấy tất cả những lệnh này đều đóng cùng mức giá. Đây là một lợi điểm rất là lớn. Nó sẽ không bị trượt giá, không bị trễ và nó sẽ bảo toàn mức lợi nhuận của bạn. Trong những trường hợp các bạn cảm giác bạn có nhiều lệnh hơn rất là nhiều thì câu chuyện nó sẽ tốt hơn, bởi vì như ở trên MT4 mỗi lần chúng ta đóng thì giá nó chạy lên một cái mức nó đã khác rồi. Và cũng tương tự, nếu như bạn muốn đóng toàn bộ cái trường hợp này các bạn đang là bị lỗ, bởi vì chúng ta đang kỳ vọng là gì, giá nó đi lên và chúng ta bị lỗ nhiều hơn, thì cũng tương tự bạn thể đóng toàn bộ những cái lệnh bạn đang lỗ xong rất là nhanh, và gần như những cái thao tác nó không bị trễ và nó không bị lag. Và cũng tương tự như đối với cái lệnh limit thì bạn để xóa toàn bộ những cái lệnh limit của bạn, những cái lệnh buy, những cái lệnh sell limit, buy stop thì tất cả nó đều có trong đây. Thì đây là cái điều mình đánh giá MT5 tốt hơn MT4 rất là nhiều. Nếu như các bạn đang ở MT4 thì mình nghĩ các bạn có thể thử sang demo của MT5 để bạn để trải nghiệm những cái điều này. Và điều thứ hai ở trên MT5 thì cũng giống như ở trên MT4 là đây là một cái giao diện mà các bạn nhìn thấy nó rất là khó chịu về màu sắc rồi về một loạt những cái đường kẻ. Thì để thay đổi lại cái thiết lập này các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn bấm vào dấu ba gạch ở góc trái trên bên trái và sẽ bấm vào phần setting. Và sau đó thì các bạn cài đặt những cái thiết lập như sau. Đầu tiên là bạn sẽ chọn cái phần cái giao diện đây, bạn nên chọn là cái giao diện tối. Cái điều thứ hai nữa mình nên khuyên các bạn làm là các bạn sẽ chọn cái phần lock screen này. Tức là gì, nó sẽ yêu cầu bạn là có mật khẩu cũng như là các bạn sẽ có cái dấu vân tay thì các bạn mới vào cái phần mềm giao diện này được, tức là vào cái phần mềm MT5. Tại sao cái điều này là cần thiết? Bởi vì có những câu chuyện nó nghe nó như là đùa, bởi vì có nhiều cái bạn thành viên của Em Invest đã nhắn cho mình là con của các bạn ý đã lỡ bấm vào điện thoại và đặt lệnh ở trên MT5 và sau đó khiến cho tài khoản nó bị cháy. Thì tại sao lại như thế? Vì các bạn chưa đặt những cái khóa an toàn như thế này. Và ngoài ra thì cái việc đấy nó đến từ việc là chúng ta có cái phần là one click trading này, nó sẽ giúp cho bạn là gì, vào lệnh nhanh hơn. Ở đây các bạn có thể tích hoặc các bạn bỏ tích, nhưng các bạn cần phải hiểu được cái mục đích nó như thế nào. Sau khi bạn bấm vào đây, các bạn quay trở về phần đồ thị thì nó sẽ hiện ra những cái nút buy và những cái nút sell ngay lập tức ở trên màn hình. Ở đây nếu như các bạn vào lệnh, nó sẽ giúp cho bạn vào lệnh một cách nhanh chóng và đơn giản. Đấy, các bạn sẽ nhồi lệnh một cách đơn giản. Nhiều bạn hỏi là tại sao có thể vào lệnh được nhanh như thế, là bởi vì chỉ cần bấm như này là một phát chúng ta có rất là nhiều lệnh trên màn hình rồi. Và điều đó đồng nghĩa với việc là gì? Nếu như các bạn bấm sai hoặc nếu như các bạn bị trượt tay hoặc bất cứ lý do nào đó thì hệ thống sẽ ghi nhận lệnh của các bạn. Và bây giờ quay trở lại việc thay đổi thiết lập thì ở trên MT5 nó khác MT4 thì các bạn sẽ thay đổi những màu sắc của nến bằng việc là gì? Bấm một lần ở trên màn hình và sẽ chọn cái biểu tượng như thế này như các bạn đang nhìn thấy. Sau đó thì với cái biểu tượng này thì các bạn sẽ tắt cái phần volume này đi, các bạn sẽ don't show volume, mình nghĩ như thế sẽ là nhanh nhất. Ngoài ra nữa là gì, cái phần trade history này thì nếu như các bạn bật vào nó sẽ hiện ra những cái mũi tên xanh, mũi tên đỏ trên màn hình này, các bạn nên tắt đi. Và sau khi các bạn tắt đi thì chúng ta sẽ có những cái thiết lập như thế nào. Tắt phần trade history này, tắt phần show period separator này, chúng ta sẽ bật cái phần ask price line này, ở đây như bạn đã nhìn thấy. Ngoài ra ở cái phần cuối cùng, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là gì, cái one click panel at the bottom. Thì nếu như các bạn không chọn cái phần này thì cái nút buy sell nó sẽ ở trên, mình thấy khá là bất tiện. Các bạn nên di rời nó và chọn cái phần này ở dưới cùng. Rồi, sau đó tiếp tục các bạn sẽ bấm vào phần màu sắc này. Thì cái phần ở trên này nó là màu gì nó không quá là quan trọng, các bạn để chọn là green on black. Nhưng cái phần như nãy mình đã nói là cái phần lưới như này này, các bạn nên chọn là màu đen. Và các bạn sẽ bấm cái phần save ở trên cùng ở bên phải. Và sau đó thì cái đồ thị các bạn sẽ là một cái đồ thị trơn. Và ngoài ra thì các bạn muốn thay đổi màu sắc của cái nến thì bạn lại vào đây, các bạn sẽ chọn là ba up, các bạn có thể thay đổi là màu xanh. Ba down các bạn sẽ thay đổi là màu đỏ, bull candle màu xanh và bear candle các bạn sẽ thay đổi ở đây là màu đỏ. Và nhớ các bạn sẽ chọn là safe. Và sau đấy thì các bạn sẽ có một cái đồ thị mà mình nghĩ là trông nó sẽ đơn giản và dễ nhìn hơn rất là nhiều. Có một điều nữa ở trên MT5, đấy một cái tính năng là đa cửa sổ. Cái này nó rất là tốt nếu như bạn sử dụng là gì? Thứ nhất là cái điện thoại hoặc máy tính màn hình lớn. Thứ hai là bạn muốn theo dõi ở đa khung thời gian. Thì cách để kích hoạt bạn sẽ là gì? Bấm vào màn hình và sau đó các bạn sẽ chọn cái phần này là New Window. Và đây mình đang bật cái đồ thị của vàng ở trên khung thời gian là M5. Và thứ hai là mình chọn là đồ thị của đồng DXY ở trong khung thời gian cũng là M5. Thì nếu như DXY ở đây đi xuống thì cho thấy một cái nhịp của vàng nó đi lên. Và như này nó khá là tiện để mình có thể đưa ra phân tích cũng như là đưa ra được nhận định. Đây là một tính năng mình thấy là khá ít người chúng ta có thể để ý đến. Và một phần nữa ở trong MT5 nó cũng giống như MT4, các bạn nên hiện cái spread.
bằng việc là gì? Như ở đây, như bình thường thì bạn sẽ thấy các bạn không có spread, các bạn không biết là cái sàn của bạn nó đưa ra spread cao hay thấp. Đơn giản thôi, bạn sẽ giữ và bạn sẽ chọn là chế độ nâng cao. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy được là gì? Là ở đây cái spread nó là bao nhiêu? Thì cái spread ở đây nó vẫn là 20. Đó, đây là mức các bạn thể tham chiếu. Nếu như nó thấp hơn thì nó sẽ càng tốt, còn nếu như nó cao hơn thì các bạn cần phải suy nghĩ lại. Ngoài ra ở trên MT5 có một tính năng nữa là giúp cho các bạn để theo dõi được cái thời gian các bạn thể giao dịch được. Bởi vì có rất là nhiều những loại hàng hóa, ví dụ như vàng, bitcoin, bạn thể giao dịch là 24/7, nhưng nó không phải lúc nào nó là 24/7. Ví dụ như ở đây nó là vàng, các bạn bấm vào đây các bạn sẽ nhìn thấy nhá, giữ vào cái cặp tiền đó và các bạn sẽ chọn phần là thuộc tính. Và sau khi các bạn chọn xong thì ở dưới này các bạn sẽ có cái phần là quote session và phần trade là session. Quote session tức là thời gian nó báo giá, còn phần trade session tức là những khoảng thời gian các bạn có thể giao dịch được. Bởi vì có rất nhiều loại hàng hóa và rất nhiều thời điểm đối với vàng, với dầu, với chỉ số hoặc là với chứng khoán, các bạn thấy giá nó chạy rồi nhưng bạn không thể đặt lệnh được bởi vì nó chưa ở trong thời gian giao dịch. Đây bạn thể thấy là ngày thứ hai thì nó sẽ báo giá liên tục từ 1 giờ đến 23 giờ 58, tức là nó sẽ mất đi cái đoạn là 59 và cái đoạn là 01. Và cái đoạn ở đây bạn thể giao dịch nó bắt đầu chậm hơn, tức là 00 nó đã bắt đầu nhá, nhưng ở đây nó là 02 thì nó mới bắt đầu, tức là bạn sẽ phải sau đấy 2 phút để tránh trường hợp là gáp giá rồi giá nhảy lên nhảy xuống kiểu như vậy. Và phần đóng lệnh thì bạn thể đóng lúc 23 giờ 58 cùng với lúc mà thời gian nó báo giá. Thì đây là một cái điều các bạn sẽ cần phải lưu ý, nhất là đối với các bạn mà giao dịch cũng như là phân tích về những loại chứng khoán. Và cuối cùng ở trên MT5 đấy là chính là tính năng thay đổi cũng như là chia sẻ tài khoản. Đây bạn thể bấm vào góc trên bên trái và bấm vào phần quản lý tài khoản. Thì tất cả tài khoản đây như mình nói mình sử dụng tài khoản demo. Và các bạn có thể thấy được là gì? Ở bên này nó sẽ có một cái là nó chia sẻ cái mã QR code. Và khi bạn scan cái mã QR code này ở trong một cái MT5 khác thì các bạn thể đăng nhập được mà nó sẽ không cần username, cũng không cần mật khẩu. Đây cái điều đầu tiên. Điều thứ hai là cái góc ở trên bên phải nó sẽ có phần này. Nó sẽ giúp cho bạn để thay đổi cái mật khẩu của nhà đầu tư. Và khi các bạn thay đổi cái mật khẩu nhà đầu tư này, các bạn thể đưa cái số tài khoản MT4 cũng như là đưa cái mật khẩu nhà đầu tư này, thì cái người ta nhận được cái mật khẩu đó, người ta có thể là đăng nhập vào, người ta xem cái tài khoản của bạn, nhưng người ta hoàn toàn người ta không thể đặt lệnh được. Cái này sẽ áp dụng ở trong một vài trường hợp, ví dụ như là các bạn là muốn chia sẻ kết quả giao dịch của các bạn. Thứ hai là các bạn muốn nhờ những người khác là hỗ trợ để cứu cháy hoặc là đưa ra tư vấn về tài khoản của các bạn. Thứ ba nữa, nó để giúp cho bạn là lên những cái bảng xếp hạng ở trên máy Facebook, ở trên là MQL5, để bạn để so sánh kết quả của bạn là với những cái trader cũng như là với những cái nhà giao dịch trên thế giới, để giúp cho bạn biết được là thực tế các bạn đang ở những cái lĩnh vực, thực tế các bạn đang ở những mức độ và những cái level như thế nào. Vậy thì đấy là những điều mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay. Mình hy vọng đó là một video dành cho tất cả các bạn, không phải là những cái bạn mới hoặc là không phải là những cái bạn cũ. Và với những cái việc này thì mình hy vọng được rằng nó sẽ đưa ra cho các bạn thêm nhiều những cái thông tin có ích để sau này giúp cho bạn là phân tích biểu đồ nó dễ dàng hơn, phân tích biểu đồ một cách nó đơn giản, chính xác và có tính chất hiệu quả cao hơn. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video em Invest và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.